Theo ghi nhận, vào khoảng thời gian từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giêng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, hàng chục ngàn du khách thập phương đổ về Đà Lạt du xuân thưởng ngoạn. Tại khu vực cửa ngõ phía nam thành phố Đà Lạt như quốc lộ 20, dòng xe ô tô từ các tỉnh thành nối đuôi nhau đổ về đây. Một số khách sạn cơ sở lưu trú cho biết, du khách đăng ký tập trung chủ yếu từ mùng 2 đến mùng 7 Tết. Các khách sạn từ 3 đến 5 sao phục vụ với công suất tối đa từ 85 đến 95%. Các loại hình lưu trú khác có công suất khoảng 75% so với ngày thường. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, giá cả các dịch vụ du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Đà Lạt tăng từ 30 đến 40% so với ngày thường. Vào thời điểm này, khi du khách đến Đà Lạt có cơ hội được ngắm hoa mai anh đào đồng loạt khoe sắc đầy cuốn hút. Các khu điểm du lịch tại Đà Lạt cũng bổ sung thêm một số dịch vụ tham quan văn hóa phục vụ tốt hơn cho du khách, như tại thung lũng Tình Yêu với các chương trình thử vận may xuân như ý từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 Tết. Còn tại hội Tết Quý Mão với hơn 40 gian hàng của các tỉnh thành được tổ chức ở quảng trường Lâm Viên, chính là không gian vui chơi tái hiện Tết truyền thống của người Việt, gồm có khu trò chơi vui xuân, khu ẩm thực, các gian hàng thư pháp, tranh dân gian, xin chữ, cầu may.